kính chào quý bà và anh chị em cũng như quý khán giả đang theo dõi chương trình câu chuyện sống nhân chứng đức tin của chúng tôi mỗi sáng thứ sáu tại địa phương California từ 9 giờ sáng cho đến 9:30 trực tuyến tại đài VNA TV địa phương của chúng tôi ở đây tức là Orange County 57.3 và VNA TV ở San Jose tức là 16.10 và VNA TV ở Las Vegas tức là 26.9. Đồng thời chúng tôi cũng phát sóng trực tuyến trên mạng La Vang Media YouTube và La Vang Media Facebook để chúng ta cùng theo dõi và sống câu chuyện nhân chứng đức tin của các vị tiền bối của chúng ta vào mỗi thứ sáu này. Và ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đặc biệt là được đón tiếp cha Bảo Thái hiện giờ là chính xứ ở Saint Cecilia, Tustin. Và ngày hôm nay Ngài cũng có mặt ở đây. Và có một cái tin vui thưa quý bà và anh chị em, là người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta thấy cái đời sống đức tin tăng trưởng thêm, nhân sự trong tôn giáo tăng thêm, nhân sự ở tác các sinh hoạt tại các cộng đoàn thuộc cộng đồng, các cộng đồng trong vấn đề các môi trường thương gia, chính trị, rồi tất cả mọi công việc đó. Và ngày hôm nay trong tháng vừa qua, quý bà và anh chị em đã thấy cái tin vui là Đức cha Van địa phận Orange County này đã bổ nhiệm ngài là vị rector, tức là chúng ta gọi là tân viện trưởng thứ hai tại nhà thờ chánh tòa này. Và hôm nay chúng con hân hạnh đón chào cha. Xin cha cho biết cảm tưởng như thế nào khi mà cha được có cái tin sống động như vậy. Trước tiên thì con cảm ơn cha Quang và mến chào quý khán thính giả của đài. Và đặc biệt là cảm ơn ban giám đốc của đài VNA 57.3 đã ủng hộ rất là nhiều, không những cho những chương trình của La Vang, cho những chương trình của giáo phận mà cá nhân con trong cái dịp qua khi mà có dịp xuất hiện trước công chúng. Nhưng cái tin vui đó, cảm nghiệm của con thì như con có thưa lúc trước trong dịp phỏng vấn ngày họp báo, thì con xin được nhắc lại thì đây là một hồng ân của Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta, cộng đồng người Việt cũng ở tại Mỹ cũng như tất cả mọi nơi trên thế giới cũng như là trong nước. Và điều thứ nhì thì con nghĩ trước tiên là hồng ân của Chúa, thứ nhì là chúng ta thấy đây là một cái niềm vinh dự, một cái niềm tự hào cho cộng đồng người Việt của mình nữa. Mọi chuyện thì đối với con nghĩ từ một cậu bé chưa biết đạo công giáo là gì, rồi đến cái niềm tin của người mẹ, của người cha. Rồi từ đó chúng con được nhận rất là nhiều ơn lạ Chúa ban. Thì con nghĩ rằng cái sự kiện này cũng chính là những cái ơn lành mà Chúa ban trong cái cuộc sống của mọi người chúng ta khi chúng ta đặt hết cái niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Đặc biệt là đi theo con đường của con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Như vậy thưa cha, như vậy là chúng ta thấy rằng là hồng ân đáp trả hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa bao la đổ xuống dạt dào. Trong cuộc sống mỗi người chúng ta, mỗi người theo quý bà và anh chị em, là hồng ân của Chúa đổ xuống cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có các cha không thưa quý bà và anh chị em. Nhưng mà Chúa đổ xuống hồng ân đó cho mỗi người một cách riêng, một cách nào đó, và chúng ta có cảm nhận được hay không, đó là vấn đề. Và thưa cha là trong cái niềm vui đó, thực sự đó là một cái niềm vui cho cộng đồng công giáo Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Tại vì cha là người thứ tư trong cái địa phận Orange, không phải là của phận Orange này, nhưng mà ở trên toàn quốc. Trên toàn quốc, thứ tư người Việt. Người Việt làm rector, tức là tờ viện trưởng tại giáo phận của địa phương đó. Vậy ngày hôm nay chúng con rất là hân hạnh. Thì nói đến đây là chắc chắn nhìn lại cuộc sống của các thánh tử đạo tiền bối của chúng ta, có những cái mà có thấy nó cũng trùng hợp trong hoàn cảnh và trong cái môi trường sinh hoạt của mỗi người chúng ta, đã được ơn gọi tu sĩ làm linh mục. Và chắc chắn là con nghĩ rằng là thánh sắp tới đây mà chúng ta, thưa quý bà và anh chị em, chúng ta sẽ nói đến, đó là thánh Jacinto Castaneda ra, là ngài là người Tây Ban Nha đã vào Việt Nam của chúng ta trong cái lứa tuổi trẻ đó, sinh hoạt và rao giảng tin mừng đến cho tất cả mọi người. Đó là cái niềm vui sống động đó. Như vậy thì thưa cha, con thấy đọc qua cái tiểu sử này, con thấy nó rất là phù hợp với cha đấy. Như vậy thì thưa cha, khi mà thưa cha cho biết cái thân thế của vị thánh Jacinto ra, rồi sau đó rồi mình sẽ lồng vào những cái câu chuyện mà sứ mạng của cha sắp sửa tới. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Ông bà và anh chị em thân mến, vị thánh mà chúng con xin hầu chuyện với ông bà và anh chị em, như cha Quang vừa thưa, ngài chúng con gọi tên của ngài theo cái Việt Nam mình thường gọi nhé, đó là thánh gia, tức là vị linh mục này thuộc dòng
Đa Minh mà xuất thân từ Tây Ban Nha, ở một thành phố mà ai cũng thân thương quen biết, đó là Valencia. Và ngài sinh ra vào năm 1743, mà có 30 tuổi thôi là ngài đã qua đời, đã tử đạo rồi. Cho nên nó ná giống cái trường hợp hay mình gọi ngày nay là vừa rồi chúng ta có sự kiện của cha Giuse Trần Ngọc Thanh đó. Thì cuộc đời của ngài ngắn lắm, có 30 tuổi thôi. Thì khi ngài sinh ra ở Valencia ở cái năm 1743, nhưng mà 23 năm sau thì ngài thụ phong linh mục. Thụ phong linh mục sớm lắm, ở cái tuổi 23. Rồi sau đó thì lúc đó thì bắt đầu đi đâu, thì ở trong dòng Đa Minh của ngài mới gửi một số các tân linh mục đi truyền giáo ở bên Trung Hoa, bên Trung Hoa ở ngay cái làng Phúc Kiến á. Rồi khi ngài đến đó thì ngài hoạt động được 3 năm, nhưng cũng vì trường hợp bắt đạo, rồi cũng vì ở cái thời đó của năm 1700 đó, thì cuối cùng ngài mới đi theo một số các nhà truyền giáo đi qua, đi trở về Trung Hoa, tức là đến Macau, và từ Macau gặp một số các linh mục nữa, là họ là tiếp tục trên đường để đi qua Việt Nam. Như vậy thưa cha, thì con xin được được phép là nói đến cái sinh hoạt của ngài đó, thì không phải là con nghĩ rằng là ai cũng thế, mà con thấy rằng là thường thường đó, giáo dân họ nói ôi giời, các cha trông đẹp trai quá mà đi tu uổng thế. Thế thì con thấy cái tiểu sử ngài ngài thưa cha cho biết thêm cái thời bé của ngài đẹp trai như thế nào giống cha bảo không nhỉ? Và cái sinh hoạt, cái tâm tình của ngài là muốn dâng hiến để rồi phục vụ Chúa trong cái sứ mạng truyền giáo. Con thấy ngài cũng giống như vậy đó. Cũng đẹp trai như vậy. Cảm ơn cha nhiều lắm. Tuổi của ngài thụ phong đó, lúc đó ngài 23 tuổi. Vâng. Mà tuổi của con khi đến Mỹ cũng là 23 tuổi. Sau đó 2 năm sau thì con mới đi tu, mới bắt đầu bước chân đi tu. Con thấy trong này nó cũng có, theo tiểu sử đây, cái khuôn mặt nó xinh đẹp, ai cũng mê hết trơn trơn. Mà là ngài hy sinh để đi tu với cái chuyện chuyện lạ đấy chứ. Thì cha Quang có thưa với ông bà và chị em, thì ở trong cái tiểu sử họ nói là ngài đẹp trai lắm. Ai cũng mê. Ngày họ nhỏ đó thì rất là thư sinh, rồi ai cũng thương ngài với cái nét mặt hiền hậu. Rồi dễ thương, dễ hài mến hòa của ngài với tất cả mọi người, vui vẻ. Rồi xong rồi lại phải đi tu, phải đi tu, rồi thay vì ở trong nước phục vụ thì lại không ở trong nước, mà lại là tình nguyện đi đến một cái gọi là châu lục hoàn toàn khác đi, nó xa, rất là xa, đó là bên châu Á của mình, sang Trung Hoa trước. Thì con có một chút xíu na ná ở chỗ này là xin ông bà và chờ xong nữa thì mình trở lại cái câu chuyện là tại vì trong cái câu chuyện mà ngày họp báo vừa rồi mà nói về con á, thì con có thưa quý bà chị em là sự kiện mà phong thánh Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1988 đó, ngày 19 tháng 6 mà phong thánh cho 117 cái thánh tự đạo á, thì trong đó có 22 vị thánh là đến từ châu Âu, đến từ Pháp, rồi đến từ Tây Ban Nha. Thì trong 22 vị thánh này thì có một số là linh mục, một số là giám mục. Thì dĩ nhiên là có vị thánh gia của chúng ta rồi. Thành thử ra con, cái thời đó là con mới có 18 tuổi thôi. Thành thử ra là đang là một cậu thanh niên mà vừa xong trung học, mà vừa xong high school để bước lên đại học, hoặc là bước vào cái ngưỡng cửa cuộc đời của mình là một người young adult chứ. Thì thành thử ra con đi tìm cái mục đích cuộc sống của mình nhiều lắm. Rồi mới qua cái sự kiện phong thánh đó thì con đọc cái tiểu sử của 117 các thánh tự đạo Việt Nam. Mà lúc đó đọc khổ lắm, không có đọc giống như trên mạng bây giờ đâu. Những cái cuốn sách đạo đó nó dày mà nó vàng, mà cái giấy nó vàng lắm. Tội nghiệp người Việt Nam của mình. Tại lúc đó là sau 75, sau mất nước đó, cho nên còn đất nước còn nghèo lắm. Thì sách còn lại như thế này nè. Cái này là còn đỡ, còn trắng đó. Thì phải đọc mà có một trang ngắn thôi. Thì trong đó có những vị thánh này thì con mới ngưỡng mộ các thánh. Con đặc biệt là dĩ nhiên các thánh người Việt của mình, và đặc biệt là các thánh mà đã hy sinh bỏ cái quê hương của mình ở một cái nơi phương xa là châu Âu, đi đến châu Á, rồi đến Trung Hoa, rồi đến Việt Nam. Cho nên con ngưỡng mộ lắm. Rồi thì cha cũng bỏ Việt Nam sang bên này để đi tu. Thì cuối cùng đấy, cuối cùng thì thấy cuộc đời của tất cả mọi người hải ngoại chúng ta là gần như là chúng ta đi lại cái con đường mà ngày xưa các thánh tử đạo mà bỏ châu Âu hay bỏ Pháp, bỏ Tây Ban Nha để đi đến những cái châu lục khác. Thì con thấy là như vậy, cho nên con rất là ngưỡng mộ. Và khi mà ngài bị bắt ở bên Trung Hoa rồi đó,
cũng không bỏ cuộc vì cái lòng yêu mến, vì cái lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, rồi muốn phục vụ, đi muốn đi tìm những con chiên để đưa về với Chúa. Thì ngài tiếp tục đi tiếp vào Việt Nam. Tức là khi mà Trung Hoa họ đuổi ngài về, tức là phải tra tấn đã, rồi xong rồi đuổi hai cha, tức là trong đó có hai cha là tức là cha Jacinto Gia và cha đó là cha La Villa cũng cái dòng Nam Minh cũng bị đuổi về. Thì khi mà đuổi về Phi Luật Tân lại gặp những người bạn cùng dòng lại trở về Việt Nam, lại xin bề trên cho sang Việt Nam tiếp. Đó. Thay từ khi mà sang Việt Nam rồi thì ngài đến Bắc Việt trước. Mà nói đến đây thì quý ông bà và anh chị em, trong tuần vừa qua chúng ta nói đến Thanh Gẫm thì là người ở trong cái địa phận đằng trong, tức là Sài Gòn. Có cha Đắc Lộ, rồi con thấy cái cha Đắc Lộ rồi tại mình có lấy từ nhà thờ Đắc Lộ. Thì khi mà đọc như vậy nó vừa là Đức Lộ, thành từ đó là cái tên của người Tây. Rồi tất cả cái sự trạm đều là miền Nam. Và hôm nay chúng ta đã sang miền Bắc. Thì về Bắc Việt ngày hôm nay thì thưa cha là tại khi mà ngài sang đến Việt Nam rồi đó, vào năm 70 thì ngài đến là vào cái sứ mạng liền cái hay không? Tại vì tiếng Tây ngài chỉ nói tiếng Tây Ban Nha thôi, đâu học tiếng Việt Nam. Đâu sang Trung Hoa thì học tiếng Việt Trung Hoa rồi. Thì sang Việt Nam là ngài làm sao mà cái sứ mạng mà giao truyền cho Việt Nam được. Và từ đó là bắt đầu là ngài mới gọi là hòa mình vào cái đời sống của giáo hội Việt Nam lúc đó, để học thêm tiếng Việt, rồi đa văn hóa rồi tất cả mọi con xin mở một dấu ngoặc là nói về Đắc Lộ đó. Thì của cái bài tuần trước đó là con rửa tội tại nhà thờ Đắc Lộ ở Tân Bình, đúng rồi, gần ngã tư Mỹ Hiền đó. Rồi nhưng đó do vị linh mục Chúa chúc lành cho ngài đã qua đời vào năm 2009, đó là cha Nguyễn Đức Hưng, cha gọi là cha Hán, là ngài là giám đốc tu hội Đắc Lộ đó. Đúng rồi. Rồi sau đó ngài mới nói với gia đình con là thôi bây giờ về giáo xứ Hòa Hưng sinh hoạt đi, thì mới đến giáo xứ Hòa Hưng mới gặp cha Phạm Bá Lãm. Thì ở đây thì cái giống như cái cuộc đời của mình là ở một nơi này rồi mình đi qua bên nơi kia. Thì ở đây của ngài cũng vậy, là khi ngài đến nước Việt của chúng ta là vào năm 1770. Tức là 200 năm sau thì con sinh ra đời. 200 năm sau sinh ra đời. 1970 nào. Rồi khi ngài đến đó thì ngài vẫn tiếp tục như con vừa thưa, thì hòa mình vào cái cuộc sống của giáo hội Việt Nam và đồng thời vẫn tiếp tục đi giảng đạo. Ở cái điểm này mà gần nhất đó, khi mà chuẩn bị mà thời gian bị bắt đạo đó, tại sao có lý do bắt đạo đó, là lúc đó ngài cùng với cha một số các cha thì rất là giỏi ở cái chỗ là ngài có cái kinh nghiệm phục vụ, làm mục vụ ở bên Trung Hoa rồi. Cho nên cái văn hóa của Trung Hoa, dĩ nhiên cái thời đó là đúng mình rồi. Cũng đã 1.000 năm rất là nhiều rồi. Đúng rồi, mình có ảnh hưởng rất là nhiều. Hoa rồi. Cho nên ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên ngài dùng những cái câu chuyện, những cái văn hóa mà đã là cái nền tảng của ngài rồi ở Trung Hoa, ngài mới chia sẻ lại với lại gọi là những con chiên ở nước Việt của mình thời đó. Cho nên rất mọi người rất là làm yêu mến ngài và đến với ngài đông lắm. Mà vì đến với ngài đông đó, cho nên cái thời đó gọi là cái thời đang bắt đầu đó phải. Bắt đầu mới để ý con ngài là ai, tại sao đẹp trai quá, rồi trẻ trung mà lại giỏi, là nguyên thâm hăng say. Nhưng mà tại vì ngài cũng thưa thưa quý bà và anh chị em là ngày xưa đó chúng ta thấy là không có nhiều các cha mà cái địa dư nó quá rộng. Thành ra ngài phải coi tới 60 làng công giáo. Mà từ chỗ này chỗ kia chắc chắn đi phải xa, đâu phải đi bây giờ lên máy bay để chạy ngay được đâu. Đi chỗ này sẽ đi xe đạp, đi bộ, rồi đi thuyền, đi ghe. Thì đó là cái một cái đường trường của ngài phải đi. Cho nên cái đó rất là trông gai. Và cũng không biết là sẽ bị bắt lúc nào. Để nói đến đây thì cái sự rao giảng tin mừng của ngài rất là hay và rất là xúc tích, cho nên cũng có nhiều người họ ghen. Cho nên là đánh gọi là rình mò như thế nào để rồi cùng mà tố cáo để lấy tiền. Thời đó là tại vì cái thời đó các quan quyện thường là chỉ có một cách dụ thôi, là bằng cách là đi tố cáo thì được tiền. Thì cứ như thế thôi, cứ như đi chuộc. Rồi bị tố cáo là được tiền. Rồi bây giờ mà muốn chuộc các ngài về cũng phải đóng tiền nữa. Đúng. Cho nên nó cái vị đồng tiền. Thì có cái hay là cái chỗ mà khi mà ngài đã bị bắt rồi đó, thì vì cái vấn đề cái sự nhiệt tâm của ngài, cái trí thông minh của ngài, cái sự đẹp trai của ngài, cái sự ăn nói được hấp thu hút được rất là nhiều. Cho nên các quan tại thành Thăng Long đó cũng tò mò, muốn đối chất với nhau trong vấn đề các tôn giáo. Thì vấn đề tôn giáo chẳng như họ bắt đầu lập một cái hội đồng tứ giáo rồi đối diện với bốn tôn giáo lớn và người Á Châu mình thường có là Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo. Và bây giờ
giờ là Thiên Chúa giáo vào đó nữa thì đối thoại với nhau, đối chất, còn phải đối chất và đối thoại với nhau để trao đổi với nhau. Thực sự khi nó phải là Chúa soi sáng và cái sự cái trí học của ông, của ngài rất là hàng rất là tốt, cho nên ngài đã đối diện như cha lúc nãy nói là ngài có cái kinh nghiệm đã phục vụ 3 năm tại Trung Hoa rồi, cho nên cái sự trình bày Khổng giáo rồi Lão giáo và Phật giáo rất là rõ ràng, và họ cũng rất là cảm phục. Và từ cái chỗ đó thì các quan lại nghe thấy thế là bắt đầu nghe lòng nó sôi sục lên. Thì ông Chính Đô và tính Vương Trịnh Sâm đó thì rất muốn tò mò thêm cái đạo Công giáo là cái gì. Thì ngài bắt đầu sôi cho họ thấy cái đạo Công giáo rồi, một cái sức là xung tích như thế không, nào không không những về lý thuyết, không những về gọi là pháp thuyết hoặc là về thần học, mà cuối cùng rồi các vua quan trong triều đó mới nói ngài là thôi bây giờ dâng lễ đi, mặc phẩm phục lễ vô áo lễ rồi những dụng cụ chén thánh rồi bánh thánh rồi cắt nghĩa cho họ, rồi cắt nghĩa cho họ đây là gì, cái tự nhiên họ có một cái gọi là đam mê luôn. Thì khi đó phải nói là khi mà mình chia sẻ cái sự tôn giáo đó, đọc kinh rất là cẩn thận, rồi tôn kính ảnh tượng Chúa. Mà có cái điều hay đó là cái thời đó bắt đầu là phải bước qua thánh giá. Mà ngài đã đặt cái hình thánh giá trước ngay trước cái ngày Tín Đồ Vương, tức là ông Chính Đồ. Rồi ngài rất là cung kính quỳ hôn, tức là một cái hình thức tỏ mình là người Công giáo thực sự. Và đó là cái niềm tin thực sự. Cho nên ngài không sợ người ta vua quan là đặt thánh giá đó để mà người biết bước qua. Bây giờ ngài đặt thánh giá trước vua quan và tôn kính thánh giá. Đó là một cái rất là được. Vua quan lại cũng là cũng thấy là một người trẻ mà hoàn toàn dốc hết cái niềm tin vào một vị gọi là thượng đế tối cao. Mà không những thế là ngài còn đưa ảnh của Đức Mẹ nữa. Đấy, Đức Mẹ lên tôn vinh nữa. Tôn kính Đức Mẹ nữa. Tôn kính nữa. Đó, mà có cái kinh. Rồi họ nghe và phải nói là Chúa Thánh Thần tác động những cái lúc mà mình cử chỉ cái hành thờ nghi lễ như vậy. Thưa quý bảo và anh chị em, cho nên trong thánh lễ chúng ta, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, nó cái tinh thần khác nhau là Chúa Thánh Thần đã tác động cho mỗi người chúng ta trong mỗi giây mỗi phút đó. Cho nên một thánh lễ nó vẫn là một cái nghi lễ, nó là như vậy, không thay đổi. Nhưng mà mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ thì chúng ta cảm thấy nó lại lưng lơ, nó lại tác động rất là nhiều. Rồi sau đó thì cái bà nói người phụ nữ đó. Đang nói về Đức Mẹ thì nói về một người phụ nữ thì dĩ nhiên là mẹ, một người mẹ của Tịnh Đô, Vương Trịnh Sâm. Thì bắt đầu lúc đó mới tò mò rồi bà ta mới cũng vào luôn cái hội đồng tư vấn đó rồi. Xong bắt đầu mới đặt những cái câu hỏi thì lúc đó là đã có một cha Việt Nam tiếng Việt rồi là cha Vincent Lim á. Thì bà mới chất vấn, bà mới hỏi chứ vậy chứ những người mà không theo đạo Công giáo, đạo của các ngài, mà những người theo đạo Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo thì bây giờ nếu mà họ chết rồi đó thì họ sẽ đi về đâu? Thì thưa ông bà và anh chị em, tại lúc đó chúng ta nên biết là cách đây là hơn 200 năm rồi, ở cái thập niên là 1700, cho nên lúc đó thần học của giáo hội của Công giáo chúng ta dĩ nhiên so với cái ngày hôm nay nó khác rất là nhiều. Cho nên các vị mới nói là cha Liêm mới nói là nếu như vậy thì những người không theo như thế thì phải xa hoa ngục. Thì bà ta cũng một phần nữa cũng hờn giận dỗi tự ái cho nên là kia, cho nên lúc đó mới ra lệnh luôn là xin là sự trảm lại ngay luôn, chỉ trảm hai người liền. Chứ nếu mà có tinh thần lắng nghe chút xíu hoặc là hỏi là như thế nào vậy, đừng có vội vàng đó, thì con nghĩ ý là sẽ khác đi. Thì là từ đó mới có câu chuyện tự đạo. Thì ngài là bị án sự trạm cũng giống như những người khác, và hai vị cũng đã tự đạo vào năm 1773. Và các ngài đã chết vì đạo Chúa. Đó là cái tinh thần loan truyền tin mừng. Như vậy thì chúng ta, thưa quý bảo vệ anh chị em, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng Chúa vẫn mời gọi mỗi một người chúng ta trong một sứ mạng riêng, giáo dân, tu sĩ, nam nữ, tất cả chúng ta có tâm tình là luôn luôn rao truyền tin mừng của Chúa. Và khi rao truyền tin mừng của Chúa, chắc chắn cũng có những sự khúc mắc trong cuộc đời, khúc mắc trong niềm tin, nhưng mà chúng ta vẫn một mực trung thành với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ dẫn đường cho chúng ta đến một nơi đích điểm cuối cùng, đó là quê hương của chúng ta ở trên trời. Và nhất là trong buổi chay này chúng ta cùng hồi tâm để rồi chuẩn bị tâm tình, trong tâm tình ăn chay hạ mình làm việc tông đồ để rồi chuẩn bị tâm tình đón Chúa phục sinh, vì Chúa đã sống lại đem chúng ta một chiến thắng thật vinh quang, và ngài đã cho chúng ta một niềm vui thật vững mạnh vì Chúa đã sống lại thực sự. Và cũng trong cái tâm tình này thì nói đến đây, chứ chúng ta thấy rằng là thưa quý bà và anh chị em, các vị tu sĩ nam nữ nhất là các cha hy sinh rất là nhiều. Thế thì trong sau khi mà chúng ta xong rồi thì cái cuộc đời mình về hưu thì như thế nào thưa cha? Xin ông bà và anh chị em, sẵn nhân tiện đây thì còn 2 tuần nữa, tức là thứ 6 tuần sau và thứ 6 tới nữa, thì chúng con sẽ nói rõ hơn về chương trình gây quỹ của giáo phận quận Cam.
của tại giáo phận Quận Cam đây sẽ có một cái chương trình gây quỹ đặc biệt vào ngày mùng 2 tháng 4 để hầu để giúp cho tất cả các cha về hưu tại giáo phận của mình. Giáo phận Quận Cam của mình, thì con xin quý bà và chị em khắp mọi nơi chúng ta có lòng hảo tâm ủng hộ thiện kim hiện vật, kim cương hộp xoan gì đó cũng thì xin xin gửi đến chúng con các cái thông tin ở dưới màn hình. Rồi từ 2 tuần nữa thì chúng con sẽ phổ biến rất là chi tiết cụ thể hơn. Và đây là tất cả các vị linh mục, không những chỉ riêng người Việt mà cả những người bản xứ trong rồi địa phận của chúng ta, người Mẹ Tây Cơ hoặc là các người Ấn Độ, tất cả trong giáo phận của mình thì hiện bây giờ tổng danh sách của các linh mục đang hưu mà thuộc về của giáo phận Quận Cam là gần như là từ 50 các vị trở lên. Cho nên con xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta có rất là nhiều các hội đoàn công giáo tiến hành, chúng ta có rất là nhiều các hội từ thiện. Thì chỉ có một đài, chỉ có một cái hội từ thiện duy nhất, cơ quan từ thiện của giáo phận Quận Cam gọi là OCF, chứ OCF là Orange Catholic Foundation. Thì đã đứng ra để tổ chức cái buổi gây quỹ này. Vâng, để giúp các ngài trong những lúc hưu dưỡng. Như vậy xin nói đây rất là chân thành cảm ơn cha đã đến đây để chia sẻ với chúng con cuộc đời của thánh cha, giống như cuộc đời của cha bây giờ nhận thêm cái sứ mạng là viện trưởng tại nhà thờ chánh tòa, cũng có nhiều trông gai lắm. Cha đừng có bao giờ xuôi bờ buông xuôi và vững tin, vì cha đẹp trai giống như cha và xin thánh cha cũng phù trì cho cha chu toàn thôi. Bây giờ đó cái tốt đẹp hơn, con xin được nhiệm phúc tử đạo luôn. Vậy trong tâm điểm này chúng con rất là chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã cùng với chúng con theo dõi câu chuyện sống nhân chứng đức tin của cha ông tiền bối chúng ta và sống nhân chứng đức tin trong thời đại bây giờ qua màn hình này. Chúng tôi hân hạnh và rất là chân thành để cầu chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một mùa chay thánh thật thánh thiện để chúng ta chuẩn bị đón Chúa phục sinh, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày thứ 6 tuần tới. Chân thành cảm ơn. Mẹ là vàng, chúng con kính mừng mẹ thiên chúa, chúng con kính chúng con kính mừng mẹ theo sáng, chúng con